giá cả thì rất là tuyệt vời, giá cả rất là hợp lý, bởi vì ban đầu mình nghĩ là giá rất cao, sản phẩm tốt giá cao thì mình rất là lo lắng đúng không ạ? Nhưng mà khi mình được tận mắt xem cái sản phẩm thì mình cảm thấy là sản phẩm rất là tốt và giá cả thì phù hợp, đồng thời với đó thì mình được mua giá gốc tại công ty, đó là mình thấy an tâm rồi, và mình được giao lưu học hỏi với mọi người, và từ đó trở đi đó là bắt đầu mình đăng ký cái thẻ, bắt đầu mình sử dụng sản phẩm và mình học tập. Thì cũng giống như mọi người, thì lúc mình từ chối như thế nào thì sau này mình làm thì bị người khác từ chối giống vậy đúng không ạ? Thậm chí còn kịch liệt hơn nữa mọi người. Gia đình mình phản đối, anh em phản đối, tất cả những người bạn mình phản đối. Và cũng may mắn là cũng có bạn đồng nghiệp tên là Lan, và mình cũng kiên trì nói, thì bạn Lan đầu là thấy được cái sản phẩm mình qua rất là tốt và cũng cho mình một cái cơ hội để mà sử dụng sản phẩm, và thông qua đó thì từng bước cũng giống mình là bắt đầu đi vào trong môi trường học quay và bắt đầu học tập về học quay, và cũng không dễ dàng, không dễ dàng mọi người. Thì bạn Lan cũng trải qua rất là nhiều cái trong cái quá trình phát triển. Thì mình làm ăn quay đến năm 2020 2015 á, là bắt đầu năm 2013 đến 2010, cuối 2014 là bắt đầu mình nghỉ. Mọi người biết sao không ạ? Cái giai đoạn này là nó cũng rất là nhiều cái vấn đề xảy ra, cho nên thành ra là lúc đó hai vợ chồng quyết định là mua đất, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bắt đầu là áp lực nó bắt đầu lớn dần rồi, thì lúc đó mình phải dừng lại cho cái việc là ưu tiên cho cái việc là phải lo tập trung cái an cư lập nghiệp trả nợ. Lúc đó mua là toàn vay vốn không mọi người, không biết trong này có ai vay vốn ngân hàng không ạ? Chắc chắn là ai làm ăn cũng vay vốn ngân hàng đúng không ạ? Và khi mình bắt đầu là mua đất xây nhà thì lúc đó mình bắt đầu là mở doanh nghiệp riêng cho mình, tìm cách mở doanh nghiệp riêng. Và mình cũng thích một cái câu nói là khi mình học cái bằng hai kinh tế là muốn kinh doanh thì phải biết cách mượn vốn của người khác để làm, và thông qua đó từng bước mình làm. Và cứ thế 8 năm trôi qua mọi người, thì thời gian đầu á mọi người thấy là kinh doanh riêng của mình nó có dễ dàng không ạ? Chắc chắn là trong này thì cũng có chủ doanh nghiệp định cư với một số anh chị rồi, thì kinh doanh riêng là do tất cả mọi cái ban đầu mình phải tự lập hết mà tự làm hết đúng không ạ? Và thông thường á, thì kinh doanh riêng á mọi người, để mà phát triển thành công á thì trung bình là từ 3 đến 5 năm mình bắt đầu ổn định lại công việc của mình. Thì trong thời gian đầu á là dường như là thời gian nhiều nhưng mà không có tiền mọi người đúng không ạ? Ban đầu thời gian có nhưng mà lại không có tiền, nhưng mà mãi khi công việc bắt đầu phát triển rồi đó thì lúc đó là thời gian mình dành cho công việc nhiều hơn, và dường như là mình không có thời gian cho gia đình, và cộng với cái việc là mình liên tục ăn nhậu và mình trở thành là đô nhậu luôn mọi người. Đến lúc mà vợ mình nói là bây giờ anh đừng có nhậu nữa bệnh đó, thì mình nói bây giờ chỉ có muốn em nhậu thôi mà không cho nhậu không được. Ba vợ chồng cũng cãi vã nhau về vấn đề ăn nhậu. Không biết anh chị trong này, anh mấy anh trong này có ai gặp vấn đề như mình không ạ? Và cái nhậu trong 8 năm qua đó, là các anh chị biết là trong 8 năm mình làm đó, thì mình cũng tạo ra được rất là nhiều tiền và cũng lo được cuộc sống gia đình. Tuy nhiên cái chế tự rất có nhiều là so với mình trước đó thôi, chứ không phải là so với các anh chị đúng không ạ? Và mình cảm thấy như vậy là rất là hài lòng. Tuy nhiên sau 8 năm thì bắt đầu mình tích lũy rất là nhiều mọi người. Mọi người biết cái gì không ạ? Tích lũy thứ nhất là mỡ máu nè, về những cái vấn đề là cái nội tạng bên trong dường như nó phá hủy mọi người, và sức khỏe lúc đó bắt đầu tệ dần, và dường như là hồi đó mình không quan tâm về vấn đề sức khỏe, mình chỉ có đi làm và tối nhậu thôi, cho nên chính như đó mình không có quan tâm về vấn đề là đeo khẩu trang hay là mặc áo như thế nào cho nó bảo vệ sức khỏe của mình, và mình coi như là trong 8 năm đó mình tàn phá cái sức khỏe rất là kinh khủng nhưng mà mình không biết. Và đến cuối năm 2023 thì bắt đầu chuyện gì đấy cũng sẽ đấy đó, và mình cũng rơi vô trong cái tình huống là bị nhói về hệ tim mạch. Và lúc đó cái ngày hôm đó là cái ngày định mệnh mọi người. Cho nên là lúc đó là dường như mình đang cặn kè giữa cái việc mà
sống và chết, cho nên là mình rất kinh khủng, ngày đó kinh khủng lắm. Bắt đầu mình ngồi mình nhìn lại, mình nghĩ là nếu giả sử như ngày hôm đó mình có vấn đề gì cuộc sống của mình thì vợ với mình như thế nào, con mình như thế nào, ai sẽ lo đây? Và thứ hai, công việc của mình liệu rằng nó còn phát triển được hay không? Và chắc chắn anh chị làm doanh nghiệp thì nếu mà làm tư nhân á, thì mình cảm thấy là khi mình làm á, mình sẽ có tiền, mà khi mình không làm có phải là công việc mình sẽ dừng lại đúng không ạ? Mà khi dừng lại mình có tiền đúng không ạ? Chắc chắn là không có tiền nữa đúng không ạ? Cho nên chính như đó là mình cũng rơi vô cái trạng thái như vậy, và lúc đó mình đặt rất nhiều câu hỏi. Và liệu rằng cái chữ đảm bảo ở đâu? Mình không thấy có đảm bảo, mình rất bất an mọi người. Cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy rất là bất an. Tại vì rất là nhiều cái tâm huyết để mình xây dựng nó. Và nếu như mình có một biến cố thì tự nhiên tất cả một cái nó bị trôi đi hết. Thì mình cảm thấy không đành lòng. Và cũng may mắn là trong cái giai đoạn đó là khi biến cố xảy ra thì mình lại nhớ ngay cái dòng dinh dưỡng Nutrilite. Và lúc đó bắt đầu mình tập trung toàn bộ Nutrilite cho sức khỏe của mình. Và cũng may mắn là mình không dùng một viên thuốc tây nào hết. Và sau trong vòng 3 tháng đến 6 tháng là bắt đầu mình sẽ cải thiện tất cả những cái chỉ số trong bên trong cơ thể mình. Và từ 86 kg trở thành 68 kg như thế này được không mọi người? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cũng xin một tràng pháo tay thật lớn của mọi người đấy. Cảm ơn Nutrilite được không ạ? Cho nên thành ra là mình khi mình cải thiện được sức khỏe của mình rồi á, thì bắt đầu á là cải thiện sức khỏe cho ba mẹ mình, cho vợ mình, cho con của mình và cho những cái người xung quanh của mình, đặc biệt là những người trong gia đình của mình. Mình lan tỏa cái giá trị đó liền, và từng từng bước bắt đầu mình cảm thấy là cái sứ mệnh mình nó có mọi người. Thì ngày hôm nay á, mọi người thấy là cái kinh tế càng phát triển thì cái vấn đề bệnh lý xảy ra rất là nhiều đúng không ạ? Và nhiều người luôn luôn tin rằng là chỉ có bệnh viện là cái nơi duy nhất để mà cứu họ khỏi căn bệnh đó. Nhưng mà thực tế mà nói thì mọi người có thấy có cái điều đó xảy ra không ạ? Dường như không xảy ra đúng không ạ? Khi mình dùng càng dùng nhiều thuốc tây thì mình càng lại vấn đề trầm trọng hơn đúng không ạ? Và đến năm 2023 thì bắt đầu mình mới ngồi lại suy nghĩ và bắt đầu mình quay lại em quay. Và thời gian đầu làm thì bắt đầu quay lại thì mình đi đò thành công để mình lấy cái cảm giác mọi người vô lại môi trường. Và lúc đó thì bà xã cũng rất là phản đối, bởi vì bà xã biết là những cái năm đầu mình làm á là cũng hay đi rất là nhiều, giống như cái câu chuyện xây dựng đường ống đúng không ạ? Thời gian đầu mình làm công việc của mình phải đi ban đêm, mình phải dành thời gian, hoặc là ngày thứ bảy chủ nhật mình phải đi xây 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 dựng đường ống đúng không ạ? Bởi vì là mình biết rằng khi mình xây dựng được thành công của đường ống này rồi á, thì chắc chắn cái dòng tiền mình sẽ có. Thì khi mình quay lại thì bà xã rất là lo lắng là những ngày kế tiếp đây không biết như thế nào đây. Và hai vợ chồng cũng đấu tranh, và cũng may mắn thay là bà xã cũng đã ngày hôm nay cũng đồng hành được với mình rồi. Xin cảm ơn bà xã. Và cái hai vợ chồng của mình luôn luôn đeo đuổi một cái giá trị, hai cái giá trị lớn. Thứ nhất là kinh doanh tự do. Mọi người có thích kinh doanh tự do mà. Và vợ chồng mình cũng như thế, mình rất thích kinh doanh tự do, bởi vì á là ngày hôm nay có rất là nhiều, giống như công việc hiện tại của mình đi, mình đầu tư rất là nhiều rồi, đang trong hoàn cảnh khó khăn thì mình không thể rút được mọi người, mặc dù mình rất là muốn rút lại, mình muốn muốn là tạm dừng ngay lập tức liền, nhưng không được bởi vì mình đầu tư đó nhiều rồi. Cho nên thành ra mình phải gồng gánh, mặc dù nỗ lực rất là nhiều nhưng mà mình không kiếm được tiền ở đó nữa. Mọi người thấy có buồn không ạ? Rất là buồn đúng không ạ? Trong khi đó là những cái ngày đầu á, là cũng có một số anh chị là đi đi cùng, thì ngày hôm nay đã có một hệ thống rất là lớn rồi, đặc biệt như lãnh đạo Lan, lãnh đạo Cư, lãnh đạo Xuân Hùng, anh Hiếu, chị Điệp vân vân, rất là nhiều. Và đã có những cuộc sống rất là tốt. Thì mình cũng rất là chúc mừng mọi người, và hy vọng là người tiếp theo cũng sẽ là mình và vợ chồng mình. Và cái giá trị thứ hai á, là mình đeo đuổi ra đó giá trị tự do tài chính mọi người. Tại vì mình biết rằng á, là chỉ có khi á, mình xây dựng cái dòng tiền thì sau này mình mới mới có được tự do đúng không? Nếu như mình cứ mãi mê đi kiếm tiền thì chắc chắn một ngày nào đó mình ngưng lại thì mình sẽ không có tiền. Nhưng mà nếu như mình đi dành thời gian để tạo lập ra cái dòng tiền thì chắc chắn trong tương lai mình sẽ có rất là nhiều tiền đúng không ạ? Và cũng hy vọng là trong năm 2028
hai vợ chồng cũng phấn đấu mục tiêu là Diamond tại Amway. Và mình thấy được là trong Amway có rất là nhiều cái giá trị, đặc biệt là giá trị đảm bảo mình cũng đang rất là thích, và sự tự do, và nó thỏa mãn được những cái điều kiện đó. Và sau một năm, hơn một năm làm việc, hai vợ chồng cũng đạt được cái danh hiệu nho nhỏ tại Amway, và hy vọng trong thời gian tới sẽ cùng hệ thống bùng nổ thị trường. Xin cảm ơn mọi người ạ.